Thế giới động vật thì có vô số những điều kỳ thú mà đôi khi dù cất công tìm tòi kỹ càng đi nữa, con người thì cũng vẫn không thể nào hiểu hết được. Khi mà những chiếc vỏ trứng nứt ra hoặc là giây phút các bà mẹ động vật trở ra, chính là lúc những mầm sống mới chào đời. Không chỉ ở đối với con người mà ngay cả đối với động vật thì khoảnh khắc những sinh linh bé nhỏ chào đời cũng luôn cực kỳ quan trọng và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên nhá, không phải ai cũng may mắn có cơ hội được ngắm nhìn khoảnh khắc đầu đời của các loài động vật. Nào, hãy cùng ta bước vào thế giới các loài động vật và khám phá những cách điên rồ nhất để động vật sinh nở. Loài chim kỳ lạ tuy bé nhỏ nhưng đẻ trứng thì thuộc loại to nhất thế giới. Tục ngữ Việt Nam có câu, chửa là cửa mả. Ý nói là việc mang thai và sinh đẻ không chỉ đơn thuần là đau đớn và vất vả, người mẹ còn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro nữa. Câu nói này thì không chỉ đúng với con người mà rất nhiều loài động vật khác trên trái đất cũng vậy. Trong đó thì thấm thía nhất có lẽ là những bà mẹ thuộc giống chim kiwi, loài chim biểu tượng của New Zealand. Bởi lẽ là trứng của loài này có thể chiếm tới 1/4 trọng lượng cơ thể chim cái trong những tháng cuối của thai kỳ. Đúng vậy, bạn không hề nghe nhầm một chút nào, là 1/4 đấy. Để quy đổi thì cũng giống như là một bà mẹ phải mang bằng thai nặng 15kg trong tháng cuối vậy. Và nếu so với thế giới loài chim thì đó là một tỷ lệ cực kỳ khổng lồ. Kiwi là tên chung như nhiều loài chim không bay bản địa của New Zealand, nằm trong nhóm chim chay cùng với một số loài đà điểu hiện nay. Tuy vậy là khác xa với các anh em họ hàng của mình, kích thước của kiwi rất là bé. Chúng chỉ cao khoảng 50cm, nặng 1kg, tức là chỉ ngang một con gà cỡ nhỏ. Trong khi đó các nhánh đa điều khác thường kích thước từ 1,2 đến 3 mét liền. Nhỏ bé là như vậy thôi, nhưng có lẽ vì không muốn đời sau phải thua kém họ hàng, nên thay vì hạ sinh những quả trứng nhỏ nhắn cho phù hợp với kích cỡ của mình, kiwi mẹ lại thường mang thai và cho ra đời toàn hàng khủng. Trứng của nó thì có trọng lượng rơi vào khoảng 0,15 đến 0,25 kg. Cách sinh con lạ lùng nhất của hiêu cao cổ. Hiêu cao cổ thì được xếp vào bộ guốc chẵn, chúng là loài vật cao nhất ở trên cạn. Chúng sống ở những rừng thưa, đồng cỏ, thức ăn là các loài lá trên cây cao mà những loài vật khác khó mà chạm tới. Mặc dù động vật ở trên cạn, nhưng hiêu cao cổ lại sinh con bằng cách đứng để con từ từ rơi xuống đất. Phần đầu hiêu cao cổ con sẽ ra trước, sau đó thì sẽ đến với phần chân. Khi hiêu cao cổ con tiếp đất, hiêu mẹ sẽ liếm láp hết phần nhân cơ thể hiêu con, chăm sóc để con đứng dậy vững vàng. Thời kỳ mang thai của hiêu cao cổ kéo dài từ 400 đến 600 ngày, cho nên đây là một trong những loài mang thai lâu nhất thế giới. Hiêu cao cổ con thường bị báo hoa, chó hoang săn bắt. Vì vậy khi mà săn con, ngoài hiêu mẹ còn có thêm hai bao hiêu trưởng thành đứng cạnh để đảm bảo linh cẩu không lại gần và tránh được kẻ thù săn mồi tìm đến. Sau khi mà sinh con, hiêu cao cổ con sẽ mất từ 5 đến 10 phút để đứng dậy và bắt đầu cuộc sống mới. Rồng Komodo không chồng cũng có thể có con. Rồng Komodo thì được coi là quốc thú của Indonesia. Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới hiện nay và được cho là có quan hệ mật thiết với loài khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm trước. Điều đặc biệt ở rồng Komodo là những con rồng cái thích sinh sản đơn tính hay còn gọi là trình sản. Nghĩa là chúng hoàn toàn thể mang thai và tự tụ tinh cho trứng của mình mà không cần đến tinh trùng của con đực. Khả năng sinh sản cực kỳ là dị rồng Komodo đến nay vẫn là bí ẩn đối với khoa học. Tuy nhiên mà nếu gặp rồng đực to khỏe, rồng cái cũng không cần phải tự thân sinh sản mà có thể giao phối và mang bầu bình thường. Điều thú vị ở đây là trứng của rồng Komodo dài và dính như cao su, nên nó có thể to lên khi rồng con bên trong phát triển. Thường lúc mà trứng gần nở sẽ lớn hơn 50% so với lúc trứng mới đẻ ra. Egg Darwin thì có phương pháp sinh sản độc nhất vô nhị. Trong số tất cả loài lưỡng cư, Egg Darwin là loài động vật lập dị khi mà phương pháp sinh sản độc nhất vô nhị. Theo đó thì khi con cái đẻ trứng xuống thềm lá ẩm, egg đực sẽ ở bên canh gác cho các phôi thai hình thành, rồi nuốt các phôi vào chiếc túi đặc biệt nằm trong thanh quản của mình. Sau khi nòng nọc hình thành, Egg Darwin được tiếp tục giữ nòng nọc trong túi ấp để chúng phát triển hoàn toàn. Trong cái thời gian ở trong túi, nòng nọc sẽ được nuôi dưỡng bằng chất dịch dưỡng được tiết ra thành túi. Khi mà egg con đã đủ sức tự lập, egg đực vận sức để nôn chúng ra qua đường miệng của mình. Nghe thì đầy kinh dị, nhưng đây là cách Egg Darwin đực bảo vệ đàn con của mình khỏi những nguy hiểm bên ngoài tự nhiên. Nhờ vậy mà Egg Darwin được xứng đáng với danh hiệu ông bố vĩ đại nhất ở trong thế giới động vật.
loài chăn anaconda đẻ con khiến ai xem cũng phải rùng mình. Chúng ta thì biết rằng 70% loài rắn trên thế giới đã đẻ trứng và 30% loài còn lại sẽ đẻ con. Và loài chăn khổng lồ Nam Mỹ, anaconda, là một trong những loài biến thái đẻ con chứ không đẻ trứng. Nhưng mà bạn có tò mò không biết quá trình sinh con của chúng diễn ra thế nào hay không? Sau khi mà quấn lấy nhau vui vẻ, chăn đực sẽ bắn tinh trùng vào cơ thể chăn cái. Do cái phần cơ quan sinh sản là phần đuôi của mỗi cá thể nên cũng gây ra không ít khó khăn cho quá trình giao hoan. Dẫu vậy thì với cơ thể dẻo dai, chúng vẫn đầy vui vẻ quấn lấy nhau để sản xuất. Món quà của chăn đực sau khi ở cơ thể con cái sẽ được thụ tinh rồi phát triển thành bào thai. Anaconda mẹ sẽ nuôi con non thông qua nhau thai ở túi noãn. Noãn thai được bao bọc cẩn thận cho tới khi anaconda mẹ sẵn sàng sinh nở. Theo chuyên gia thì với cơ thể khổng lồ của mình, mỗi lần mang thai anaconda để sản xuất được khoảng 15 đến 40 con non. Tùy theo sở thích và hoàn cảnh mà anaconda có thể lựa chọn việc sinh con dưới nước hay trên cạn. Nhưng là dù ở môi trường nào đi nữa, anaconda con cũng sẽ chui ra khỏi cơ thể mẹ qua đường hậu môn. Các túi noãn thường có màu cam bao bọc lấy chăn con sẽ bị vỡ ra và con còn chính thức cất lời chào cuộc đời. Để bù đắp thêm năng lượng phục vụ quá trình sinh sản của mình, anaconda mẹ đôi khi cũng ăn lớp vào bọc noãn của con hoặc cả con non đã chết. Các con non sau khi mà chào đời sẽ bắt đầu đi kiếm bữa ăn đầu tiên trong đời của mình. Loài voi mang thai tới gần 2 năm mới sinh con. Voi thì không chỉ là loài vật có tuổi thọ khá là cao, mà thời gian mang thai chúng cũng được ghi nhận là rất dài, gần 2 năm trời. Thời kỳ mang thai voi là 22 tháng, lâu nhất trong các loài. Một chú voi con mới sinh cũng đã nặng gần 120kg. Tuổi thọ loài voi thông thường là từ 50 đến 70 năm, và con voi sống thọ nhất là 82 năm. Những cái câu chuyện đằng sau quá trình sinh sản kỳ lạ này thường dấu hỏi lớn thách thức sự hiểu biết của các nhà khoa học. Mới đây, thì bằng cách sử dụng phương pháp siêu âm tiên tiến, các chuyên gia tìm thấy câu trả lời sau khi tiến hành kiểm tra trên 17 con voi châu Phi và châu Á tại nhiều vườn thú ở Anh, Canada, Mỹ, Australia hay Đức. Kết quả được công bố cho thấy nguyên nhân xuất phát từ việc voi là loài chỉ có duy nhất một chu kỳ rụng trứng trong suốt nhiều năm trời. Ngoài ra, thời gian mang thai kéo dài còn do một cơ chế nội tiết tố khác thường chưa từng thấy ở bất kỳ loài động vật nào trước đây. Sự rụng trứng được kích hoạt bởi hormone sinh sản, LH hormone, hoàng thể hóa, trong khi quá trình mang thai lại duy trì bởi các hormone do thể vàng của buồng trứng tiết ra. Giai đoạn thai kỳ bình thường voi kéo dài tới 680 ngày. Nhờ đó thì voi con khi sinh ra đủ năng lượng nhận thức cần thiết cho sự tồn tại. Não bộ được phát triển giúp chúng nhanh chóng làm quen với những cấu trúc xã hội phức tạp trong đàn, cũng như cách nuôi sống bản thân mình. Bởi thế, chúng được đánh giá là động vật có vú khá thông minh, giống như là cá heo hay các loài khỉ lớn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cá sấu. Vào mùa sinh sản thì cá sấu phát ra những âm thanh có thể so sánh với động cơ những chiếc máy bay cỡ nhỏ. Âm thanh này thì có thể lan truyền nhiều cây số trong làn nước. Chúng thu hút những con cái và tất nhiên cả những con đực cũng đố kỵ. Rất nhanh chóng hàng chục con đực khác kéo đến và thi nhau cất lên những lời ca trầm hùng. Đôi khi còn làm rung động cả mặt nước phía trên tấm lưng của chúng, khiến nước bắn lên cao một cách đáng kinh ngạc. Cua đỏ đảo Giáng sinh. Nằm ở phía tây nước Úc, cách bờ biển 2.600 km, có một hòn đảo với tên gọi cực kỳ ấn tượng, đảo Christmas, hay còn gọi đảo Giáng sinh. Và trên hòn đảo này tồn tại một loài cua đỏ. Đây là loài cua đất cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới, khi tạo ra cuộc di cư lên đến hàng triệu con. Loài vật này có vẻ ngoài lạ mắt đỏ rực như mặt trời và một tập tính di cư cực kỳ độc đáo. Mỗi năm thì hàng triệu chú cua đỏ sẽ rời bỏ hang của mình trên đảo để bắt đầu thực hiện một chuyến đi dài phía biển. Chúng bò xuống từ những vách đá và di chuyển tới bờ biển để đẻ trứng, rồi sau đó lại quay trở lại với tổ ấm của mình với những chú cua con mới sinh. Cua thì phải giao phối sinh sản ở đại dương trước tháng giêng, nếu không trứng của chúng sẽ bị khô. Để kết bạn sinh sản vào trước cuối tháng 12, cua đỏ bắt đầu di cư ra biển. Chu kỳ sinh sản của chúng tùy thuộc giai đoạn của mặt trăng. Khi mà đến thời điểm thích hợp, cua cái sẽ đứng trong nước và lắc, thả hàng nghìn quả trứng xuống biển. Ngay sau khi mà trứng rơi xuống nước, các ấu trùng sẽ bắt đầu nở và trôi nổi tự do. Một video đầy thú vị đúng không nào? Và đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tàu Hoàng ngày tới đón xem video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.